bà con nha. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần ha. Bên nhà em Tuyết lại đi giao hàng đây. Giao con hai cầu, hai ghế ngồi, có pin cho anh khách ở Gia Lai ha. Thì anh khách này, cái con xe này thì chưa có lên video nhưng mà anh đã chốt rồi. Đó thì xe hàng về 3-4 hôm nay ha. Hôm nay đã hoàn thiện thì bên em sẽ gửi hàng cho anh ha. Hai cầu bốn bánh, cabin bên em vẫn còn nha. Anh chị nào đang quan tâm những dòng này á thì liên hệ với em Tuyết nha. Hai cầu bốn bánh, tải trọng nó là 600 kg ha. Thì con này mình chở 1 tấn là vô tư luôn nha anh chị nha. Xe siêu đẹp luôn, rin từ A đến Z luôn. Bây giờ giao về Gia Lai nhận ha. Con xe siêu chắc luôn. Ai một con xe siêu chắc luôn nha anh chị nha. Máy móc là bao êm luôn. Trời, bốn cái bánh á, bốn cái lớp thì như mới nha. Hai ghế ngồi. Đó. Cabin này rất là đẹp luôn. Những con này là chưa có lên video mà đã chốt rồi ha. Thì bên em á, là sẽ đảm bảo cho bà con mình là khi bà con mình chốt là bên em sẽ làm hoàn thiện tất cả rồi mới gửi cho bà con mình nha. Nên bà con mình cứ yên tâm ha. Bên em Tuyết là còn những dòng này nữa nha. Đó, bà con nào quan tâm cứ liên hệ em. Trời ơi, con xe này rất là đẹp luôn. Đây là nguyên rin bên Nhật về đúng không ha. Đó, nói chung là cái màu xanh xanh này là do về đằng trước mình bị bẻ, bên em đã làm lại ha. Nó làm lại rồi sơn rất là đẹp nè. Nó làm lại. Nếu mà không nói thì cũng không biết là nó bể mà bên em làm lại đâu ha. Đó, rất là đẹp nha. Một con xe cực là chắc luôn. Rất là đẹp. Trời ơi, cái con này máy móc nó êm ru luôn. Nhẹ tên. Hôm nay thứ hai đầu tuần thì em cũng chúc cho bà con mình thật là nhiều sức khỏe nha. Có một tuần làm việc đạt thật là nhiều kết quả ha. Giờ cho nó đi Gia Lai. Chúc khách em nhận hàng ưng ý ha. Bên em vẫn còn những dòng này nha. Bà con nào quan tâm cứ liên hệ số điện thoại em Tuyết là 0835585879. Cửa hàng em là ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ha. Rồi, mến chào nha. Chúc bà con mình thật là nhiều sức khỏe ha.